Ok các bạn, hôm nay mình sẽ đấu vài ván 3 phút. Ok, chúng ta bắt đầu. Ok, cao thủ Indo. Hôm nay mình sẽ đổi bài đưa tượng lên G2. Anh B2 mình đưa hậu lên B3. Đây có cặp mã luôn. Anh đây đưa hậu lên. Ok, mình có mũi tấn công tốt F7 và tốt B7. Và bắt mã ở B2. Nếu trắng để thua G6 thì anh F7. Nói chung là bên bên đen bên khá là nguy hiểm. Mã B2 tốt ở B7. Đây mình dọa bắt mã C6 và bắt luôn tượng C5. Ok. Cao thủ Mỹ. Thế trận này trắng chơi đen chơi Karukan. À quên bắt tôi F5. Không đổi. Dọa chiếu mở đây. Tổng F8 hoặc là F6. Đây có thể là làm mã vào B6. Ờ mày quên. Mã này có mã này. Dọa đưa hậu lên.
mã này sẽ đưa lên. Đúng là nếu đưa xe thì mình sẽ tiêu diệt mã và ăn xe. Mình dọa đưa xe sang chiếu xin. Anh tốt F3. Anh đấy quá dọa đưa xe chiếu đổi xe. Ủa, sắp hết giờ các bạn. Bây giờ cao thủ Mỹ mới nhận ra mình hết giờ. Okay. Cao thủ Honduras. Nhập thành mình đưa tượng vào ngay. Đưa lên cho nó nguy hiểm. Cũng chưa làm gì.
4. Giờ mà có con tượng lô đen thì mình có thể ghim. Mình có thể đưa mã lên D4. Mình có thể đưa lên A3, mà đưa lên C5. Dạ ăn mã đang ghim. Mã về đưa tốt lên. Tốt này mà di chuyển thì mã có thể đưa vào D3. Tại sao lại như thế nhỉ? Sợ thì có bẫy gì thôi, nhưng mà mình thấy tạm thời chưa có bẫy gì hết. Mình hãy đưa hậu về C3. Sau đó mình sẽ đưa mã về F3 tấn công xe đang bị ghim. Kìa, chết ngay xe. Ui, bắt lại. Tượng mình mạnh hơn, tượng mình mạnh hơn tượng D7.
vãi xui thế. Ok, mình chúc các bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, thịnh an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ok, tạm biệt các bạn.